Và tiếp theo mời các bạn sẽ cùng đến với bộ sưu tập đến từ thương hiệu thời trang Art Princess. Lấy cảm hứng từ những khu vườn thần tiên, nơi giọt nắng ấm áp xen qua từng kẽ lá, nơi những hạt sương mai nhảy nhót trên cành, nơi những làn gió du dương hát như ve vuốt nâng niu nuôi lớn từng mầm hoa. Mỗi thiết kế của Art Princess trong The Fairy Garden đều được lấy cảm hứng từ những bông hoa trong khu vườn thần tiên ấy. Mỗi mầm hoa đều được có một linh hồn, một hình hài và một hương sắc riêng, nhưng tất cả đều được nuôi dưỡng, được bảo vệ trong một khu vườn tràn đầy yêu thương. Và ngay bây giờ, mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với Art Princess.
Thank you.
được cảm ơn thương hiệu thời trang All Princess, Hoa hậu Khánh Vân và các người mẫu nhí đã mang tới cho chúng ta những màn trình diễn quá đỗi ngọt ngào trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn các bé và các bạn rất nhiều.